Hội Cựu chiến binh huyện Vũ Quang vừa phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2024-2029 và các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Với chủ đề Gương mẫu sáng tạo, chung sức đồng lòng, tại lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2024, Hội Cựu chiến binh huyện Vũ Quang đã đề ra các mục tiêu như phấn đấu trên 95% tổ chức hội và 90% cán bộ hội viên đạt các tiêu chuẩn Cựu chiến binh gương mẫu. 80% cựu quân nhân có mặt tại địa phương tham gia câu lạc bộ cựu quân nhân. 100% cán bộ hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào cuộc vận động. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào cựu chiến binh xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Mỗi hội cơ sở phát triển mới từ 1 đến 3 mô hình kinh tế có hiệu quả và có ít nhất một công trình sản phẩm ý nghĩa chào mừng đại hội thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu các cấp và các ngày lễ lớn của hội, quê hương, đất nước.